truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Xin lỗi, anh làm ơn cho hỏi phòng của anh Hữu Tài ở chỗ nào ạ? Tôi có hẹn với anh ấy lúc 10 giờ sáng nay ạ. Cô đi thẳng rẽ trái vào phòng thứ hai. Cảm ơn anh vì anh là người duy nhất trả lời câu hỏi của tôi. Duy nhất? Sương Mai, có phải em không? Trời ơi, anh Hoàn, đúng là anh rồi. Anh, em, mà sao em... Khúc xương trên cành mai của anh đây, anh không nhận ra em sao? Anh vẫn như xưa. Em nhớ ngày đó, anh bẽn lẽn trên tay cầm chiếc quần sóc, đứng ở cửa phòng ký túc xá nữ, nhờ em khâu hộ. Đó là điều duy nhất em nhớ về anh trong lúc này. Mười mấy năm qua rồi còn gì. Em chẳng khác gì cả, ngoài một số hình thức. Thế anh có biết là em đã đau khổ như thế nào khi chúng mình chia tay không? Anh cũng có sung sướng gì đâu. Và em đã tìm ra một cách để quên đi những ngày tháng đau khổ đó. Và em đã đắm chìm trong pizza, bún bò Huế, hủ tiếu và... tà phớ. Suốt cuộc thì lúc nào anh cũng là người hiểu em rõ nhất. Đó là điều em vẫn muốn nói với anh trong lúc này. Dư Quang à. Dạ. Cậu có biết là cô Sương Mai là một đối tác lớn của công ty mình không? Dạ. Không, nhưng mà có điều tôi là rất là ngạc nhiên nha. Cậu lại là mối tình đầu sâu nặng của cô ấy đấy. Dạ, Sương Mai là người yêu cũ của em. Bọn em chia tay nhau mười mấy năm rồi. Mà cô ấy không còn hấp dẫn như xưa nữa sếp ạ. Trời ơi, tôi có biểu cậu bỏ vợ mà cưới cô ấy đâu. Cô cậu biết mà cô ấy là không có chồng, thiếu thốn tình cảm lắm. Dạ. Mà cậu lại là mối tình đầu của cô ấy nữa. Tôi nói bao nhiêu đó cậu có hiểu ý tôi không? Dạ có ạ. Dạ. Cô ấy đâu còn mi nhon như ngày trước nữa. Con hạc của em bây giờ đã trở thành con voi mất rồi. Sếp mà bắt em làm thế thì khó. Trời ơi, con hạc với con voi thì thích cãi đi. Nhưng quan trọng là mình được cái đấu thầu này hay không là cũng do khả năng của cậu đấy. Còn lên chức hay không là cũng do cậu đấy. Cậu hiểu ý tôi chưa? Em hiểu ạ. Em sẽ yêu thử lại một lần nữa. Sao? Chuyến đi công tác thế nào? Kể nghe coi. Ui giời, công tác cái kiểu này vợ tôi nó mà biết ý thì không còn là Duy Hoàn nữa. Tình cũ không rủ cũng đến. Nhưng mình biết chắc là cậu đã có một thời gian rất là hạnh phúc bên mối tình đầu của mình ở Vũng Tàu đúng không? Hạnh phúc cái gì? Ngày xưa yêu nhau ấy, nàng nhỏ nhắn là thế. Bây giờ cái giường 3 phần, nàng chiếm mất 2 phần. Ồ thế à? Ui giời, hồi yêu nhau ấy, nàng ăn như con mèo ấy. Ừ. Bây giờ tôi vừa gọi một cân hào ra. Ờ. Quay ra kêu cốc trà đá, quay lại còn mỗi vỏ hào không. Cái gì vậy? Đấy là còn chưa kể cái tật ngoáy mũi bôi vào thành giường. Đêm nằm gối lên bờ vai tôi ướt đầm cả dãy. Thôi đừng kêu ca như vậy. Dù sao đi chăng nữa, cậu cũng là người có công rất lớn cho công ty của mình. Ô sếp, tiến triển thế nào rồi ạ? Em hy sinh hết cả thân mình ạ. Tiến triển cái gì mà tiến triển? Dạ. Cậu cặp bồ như người ta mà không chịu tìm hiểu gì hết trơn rồi. Là sao ạ? Cô Sương Mai đã chuyển công tác đi chỗ khác rồi. Bây giờ thay cho mình là đối tác mới rồi. Thế... mà bây giờ đối tác là sắp lên đấy. Thế em lại phải hy sinh lần nữa ạ? Chịu khó giúp công ty đi nha. Đừng làm tôi thất vọng nha Duy Hoàng nha. Ôi mong rằng cô đừng như con voi nha. Trời ơi. Chào mày Duy Hoàng ạ. Tôi đây. Truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức.